Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới Người bảo các ông rằng Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít Vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người Các con hãy đi Này thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép Và đừng chào hỏi ai dọc đường Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói Bình an cho nhà này nếu ở đấy có con cái sự bình an thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy bằng không sự bình an lại trở về với các con các con ở lại trong nhà đó ăn uống những thứ họ có vì thợ đáng được trả công các con đừng đi nhà này sang nhà nọ khi vào thành nào mà người ta tiếp các con các con hãy ăn những thức người ta dọn cho hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước thiên chúa đã đến gần các ngươi khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con thì hãy ra giữa các phố chợ và nói cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này nước thiên chúa đã đến gần Thầy bảo các con ngày ấy thành Sodoma sẽ được xử khoan dung hơn thành này. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến. Địa lý giáo phận Vĩnh Long nằm trọn lõm trong vùng rộng lớn đồng bằng sông Cửu Long. Đâu đâu cũng là đồng ruộng, cánh đồng bát ngát mênh mông, bốn mùa cây lúa trổ bông. Và đã qua bao lần rần rộ những mùa thu hoạch. Khiến cho chúng ta với kinh nghiệm nông thôn như vậy gần gũi hơn với lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi để thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng và những lời căn dặn tiếp theo của Chúa Giêsu. Các con đừng mang thứ túi tiền, bao bị, giày dép và đừng chào hỏi ai dọc đường. Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã quả quyết rằng những người tin vào Đức Giêsu Kitô ở dưới gầm trời này không được miễn nhiễm trách vụ cao cả là loan báo Đức Kitô cho muôn dân. Như vậy, ơn gọi của người Kitô hữu những ai tin vào Chúa Kitô đó là ơn gọi lên đường, ơn gọi ra đi. Đức Cha Phêrô giám mục giáo phận Vĩnh Long của chúng ta khi chọn khẩu hiệu giám mục Ngài chỉ chọn một câu rất ngắn ngủi thôi Hãy ra khơi Và mang trên mình Mang trong tâm tư Mang suy nghĩ Mang khát vọng Mang ước ao Cũng giống như tâm tư của Chúa Ưu tư của Chúa Mong mỏi của Chúa Khát khao của Chúa Nỗi lòng của Chúa Là lúa chín đầy đồng Mà thợ gặt thì ít đẹp thay những bước chân tình nguyện từ linh mục nam nữ tu sĩ và kể cả những anh chị em giáo dân độc thân hay có gia đình và kể cả những người ngoài Kitô giáo ngoài niềm tin Kitô giáo như ca sĩ Phi Nhung vừa mới qua đời mấy hôm nay chỉ không phải là người công giáo là một người phật tử Tuy nhiên đã dấn thân Vì những nạn nhân Covid Và chị đã ra đi Trong tâm tình Của một nữ ca sĩ Yêu thương đồng loại mình Yêu thương đồng bào mình Và chết Tại mảnh đất Việt Nam Nơi mình được sinh ra Quả thực Cần có những linh mục, nam nữ tu sĩ hay những kia tơ hữu giáo dân dấn thân trên mặt trận chống chọi đại dịch Covid đang diễn ra rất khốc liệt. Mà vật chất thì thiếu, hành trang lên đường cũng chẳng có gì, cũng chẳng giống như chuyến đi du lịch, cho bằng một chuyến đi dấn thân, một chuyến đi để lại tất cả chỉ mang lòng nhiệt thành và sự hy sinh mà thôi. Để rồi phải đối diện với cái thừa của sự nguy hiểm chết chóc đang rất gần với những tình nguyện viên linh mục hay giáo dân hay tu sĩ như vậy lý do nào mà những linh mục hay những con người dám dấn thân hy sinh mạng sống của mình vì anh chị em đồng loại của mình có phải chăng vì tình yêu đức kitô thúc bắt những con người đó. Đúng như vậy. Thánh Jeronimo mà chúng ta mừng ngày hôm nay bài học của người để lại cho chúng ta đó là bài học của sự hy sinh. Ngài hy sinh ý riêng của mình để sống theo thánh ý thiên chúa và cuộc đời của thánh nhân đã trở nên khuôn mẫu đã trở nên nét đẹp, đã trở nên vì sao sáng để cho chúng ta nhìn thấy và chiêm ngắm, để chúng ta học bắt chước người. Sáng hôm nay, mỗi người chúng ta ý thức Chúa gợi chúng ta ở tại địa phương này, Chúa gợi chúng ta nơi mình sinh sống đây, để chúng ta trở nên tông đồ của Chúa. Chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì cho sứ mạng lên đường với Chúa Kitô. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì dù nhỏ đi chăng nữa để làm sự an ủi, để xoa dịu nỗi đau, nỗi khổ của anh chị em chung quanh chúng ta. Họ đang sợ sệt, họ đang thiếu thốn, họ đang mất mát và họ đang thất vọng chúng ta phải lên đường thôi nhưng chúng ta sẽ không làm được bất cứ điều gì nếu ơn chúa không được thể hiện không được trổ sinh bông hoa tươi tốt ở trong cuộc đời của chúng ta đặc biệt trong giai đoạn này trong lúc này bởi đó chúng ta xin chúa cho mỗi người chúng ta mang một ngọn lửa của chúa thánh thần một ngọn lửa sốt mến một ngọn lửa gan dạ để dám dấn thân để dám hy sinh dù cho phải đối diện với hiểm nguy